cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Quý vị thân mến, Người Kết Nối tiếp tục với câu chuyện về diễn viên ca sĩ Lê Như, người mà tuần trước đã lấy cũng khá là nhiều nước mắt cũng như sự xúc động của quý vị khán giả và những người kết nối tại trường quay khi mà đã từ bỏ công việc luật sư của mình để đến với đam mê về ca hát và diễn xuất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện để xem cái điều bất ngờ, cái người nào sẽ xuất hiện. Và trước khi đến với món quà này, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ người kết nối. Đầu tiên xin được giới thiệu, đó chính là người luôn nở nụ cười thường trực trên môi, cười từ mùa đông năm trước cho đến mùa hè năm sau. Xin được giới thiệu, đó chính là MC diễn viên Hoàng Ấp Đề. Và ở khu vực đối diện thì cũng xin được giới thiệu một người phụ nữ mặc cái váy rất là dễ thương, nhìn giống như cái áo vest mà Nguyễn Khang đã từng có. Anh, anh có áo vest giống y chang vậy luôn đó. Cái bài thừa đó anh. À? Người ta may chắc váy đó. Chắc lượm về chăng mai đồ. Không có, là cái bài thừa của chị Trang mới mai thành cái áo vest của anh Khang. Ôi vậy hả? Vậy là anh là đồ thừa, anh xài đồ thừa. Ôi xài quá xài. Xin được giới thiệu, đó chính là diễn viên Hồng Trang. Và người phụ nữ có đôi vai gầy quyến rũ, xin được giới thiệu diễn viên Thùy Trang. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà kỳ trước, là một người đoán, có người hai bên đây thì đoán là ba mẹ đúng không? No no. Trang đoán má Ngọc Giao. À, má Ngọc Giao. Còn no 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 no. À, Trang thì theo ý của em. Ừ đó. Em sao là Trang vậy đó. Dạ, rồi em thấy ý của em là sao? Không, em chưa tiết lộ được. Ta sẽ cùng theo dõi để theo chân Lê Như nha. Mời quý vị. Ở tập trước, ekip sản xuất chương trình Người Kết Nối đã dành tặng cho ca sĩ diễn viên Lê Như hai món quà. Một là bức thư với những lời chúc của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, và hai là những thước phim ngắn được quay tại quê nhà của Lê Như ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị, và trong buổi sáng ngày hôm nay, Hoàng Đức Bơ đang đứng tại khu vực bến xe để chờ đón hai vị phụ huynh, đó chính là ba và mẹ của Lê Như, để gây ra sự bất ngờ dành cho cô ấy. Thì chắc chắn là cái chuyến xe từ Đồng Tháp mà về đến Sài Gòn đã bắt đầu từ sáng sớm rồi, và sau một chuyến hành trình rất là dài thì không biết sức khỏe của cô chú như thế nào đây. Xin mời quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đón ba mẹ của Lê Như quý vị nhé. Xin chào cô chú. Chào. Dạ, chào chú. Chào bắt tay cô con gái. Dạ. Cô chú ăn sáng chưa? Nhẹ ở ăn, tạm rồi ăn nhẹ. Lát nữa con dẫn ăn thêm. Dạ. Mà bữa nay món ăn mà quan trọng nhất về tinh thần đó chính là chúng ta sẽ gây một sự bất ngờ dành cho Lê Như, đặc biệt là không được tiết lộ sự có mặt của cô chú. Dạ. Để cho Lê Như bất ngờ. Bây giờ con phụ cô chú, mình đem đồ lên xe của chương trình, sau đó mình sẽ tiếp tục trò chuyện cô chú nha. Sáng giờ rồi, xách đồ cũng lỉnh kỉnh nữa. Con nghĩ cô chú chắc tận dụng thời gian này mình đi du lịch luôn đúng không cô chú ha? Con thấy nhiều đồ đạc quá nè. Vì hôm nay thì lên thăm gái Lê Như. Dạ. Nên có mang những cái thức ăn ở quê lên, những món mà Lê Như thích á. Lê Như thích món ăn gì cô ha? À, gỏi tép bông điên điển. Trời ơi, đậm chất miền Tây luôn á. Gỏi tép bông điên điển. Rồi món gì nữa cô? À, rau mùng tơi nấu với tép. Vậy mỗi lần lên vậy là cô sẽ ở nhà của Lê Như. Rồi Như có dẫn cô đi quay hay đi diễn chung không? Cái đó thì thỉnh thoảng thôi, tại vì cũng bận việc nhà, với lại con gái nó mẹ đi ơi theo đi cực lắm. Dạ. Thì cũng ít có đi thường á. Mà do cái đặc thù là chú làm dịch vụ á. Dạ. Thành ra chú phải ở nhà chú không có đi được. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay Người Kết Nối chính là cơ hội đặc biệt tạo điều kiện cho cô chú có thể âm thầm theo dõi cả một cái quá trình hoạt động trong một ngày của Lê Như là như thế nào. Theo như đã hẹn thì sáng nay MC của chương trình có hẹn với ca sĩ diễn viên Lê Như tại một phòng thu được đặt trên đường Trần Văn Đan, quận 3. Trong lúc này thì ba mẹ của Lê Như được sắp xếp ngồi một góc kín đáo của phòng thu để nghe những chia sẻ trực tiếp của con gái. Bác con không bắt xong xôi, con nhỏ này nó lớn rồi mà sao nó kín lời nhôi. Và khi buổi thu âm kết thúc, cô đã kể cho chương trình nghe về con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Câu chuyện bắt đầu từ khi cô học xong Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em học xong Đại học Luật, mình có được cái hành trang rồi thì bắt đầu là xin phép ba mẹ để mình bước vào cái con đường nghệ thuật. Khi mà làm thì cha nói là con gái tôi đại lộ không đi đâm hoàng bụi rậm. Có nghĩa là cha sợ là tại sao tuổi này rồi, tại sao không nghĩ tới một cái tương lai, mà tại sao lại bắt đầu lại từ đầu mà không biết nó vô định như thế nào. Thì mẹ chỉ nói là bây giờ con chọn.
thì con phải làm là không được khen. Đại học thì ba mẹ lo cho hai chị em, sau đó khi mà đi làm luật được thì lo lại cho em của em. Cho nên là cái lúc mà khi bắt đầu quay lại, bắt đầu từ đầu hết làm lại nó rất là khó khăn. Đó, quay trở về tới thời bạn Thị Thắng. Như vậy thì làm sao bạn trang trải được cho cuộc sống, cho sự nghiệp, cho công việc và cho gia đình? Lúc đó em không biết làm sao nữa. Em chỉ nghĩ là em quá mê nghề thôi, chứ còn không biết sao sống qua ngày được nữa. Cho nên lúc đó làm thì bằng cái tiền để dành thì cái hay như trong tài khoản còn được khoảng khoảng 30-40 triệu, xài dần 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 còn được khoảng 12 triệu, cái cuối cùng còn 4 triệu. Trời, thì mình suy nghĩ đi làm cái lương lúc đó cũng không đủ, mà mình suy nghĩ một tháng bây giờ mình 4 triệu đó mà mình không biết là trong bao lâu mình sẽ xài trong bao lâu, mà mình đi làm thì không có tiền hết, không dám ra đường luôn. Một xô như vậy là khoảng nhiêu tiền? Thời điểm đó đi làm xô nó thiệt là lúc mới làm cho nhóm hài đầu tiên, một suất diễn chỉ có 20-25 ngàn thôi. 20-25 ngàn một suất diễn. Một ngày diễn bao nhiêu suất? Ngày cũng có khi có ngày có ngày không đó. Rồi cũng đi làm nhiều thứ, nhắc tuồng cũng làm, rồi đóng quần chúng cũng làm, mà mình không biết sao lúc đó mình vậy luôn. Cầm đầu làm hết, có cái gì ha? Người ta kêu đi hát ở ngoài xa, hát ở miếu đồ này nọ, cũng xách đồ chạy, mà chạy một mình mình suy nghĩ ủa sao mình không sợ ta, lúc đó cái đường ở Đồng Nai nguy hiểm, là đi xe máy mình vậy đó. Dạ. Trời đất ơi, mà không biết sao mà mê vậy đó, có mấy chục ngàn thôi. Cho nên là lúc đó thì khi mình cũng nói là phải cố gắng thì không ai nói, không nói với ai hết, đắp tốp rồi bán hết, thì cũng nghĩ là sống qua ngày thôi, không dám ra đường luôn, sợ ăn sợ ra đường phải ăn ngủ, nằm nhà ngủ, nằm ngủ đợi xô. Mà ngủ có ăn không? Hay là ngủ để cho quên qua bữa luôn? Ngủ cho quên á. Trời đất ơi. Rồi cái giả bộ qua nhà mấy người quen á, giả bộ qua chơi. Qua chơi. Ăn ké. Và lúc này, ở một góc khác của phòng thu, ba mẹ của Lê Như đầy xúc động khi nghe những chia sẻ của con gái. Thì có một cái điều là Như nói là đến một lúc mà Như chỉ còn có 4 triệu thì khó khăn đến cái mức là không dám ra đường. Rồi tìm đến những nhà bạn bè giả bộ thăm hoặc là nghỉ ngơi gì đó thì để ăn để mà sống qua ngày. Rồi có những cái show diễn thì đi khoảng có mấy chục ngàn thôi. Thì trong cái lúc đó nhà thì cũng không phải là đến mức mà không có một vài triệu để mà hỗ trợ con. Nhưng mà mình không hiểu. Mà Như cũng đâu dám xin. Dạ, Như cũng không dám xin. Thì nghe con trình bày là tại vì mà con đã là theo con đường đó, con đường đam mê của con, không phải là cái mong muốn của ba mẹ. Rồi ba mẹ nói, như là mẹ nói là con cố gắng làm cho tốt. Thì như vậy giống như Như hiểu là con phải tự lực. Thì âm thầm để mà nỗ lực vượt qua. Nhưng có một câu mà con rất là thấm thía mà Như hiểu được cha mẹ, thì trong đó là đúng thực sự là cha mẹ cũng muốn cho con có những cái khó khăn để mà phấn đấu vượt qua, chứ không phải là bỏ rơi con. Như Khang với là Hoàng á, đi làm và về mình cứ nghĩ mình con trai á thì chiều cực mấy thì cũng xuề xà, không sao, sao. Không sao. Nhưng mà thử thân gái dậm trường mà nghe tới cái đoạn mà chạy xe máy xuống đền miếu và hát rồi được có 20-25 ngàn, tự nhiên cái mình thấy thương sao. Cũng giống như hồi nãy nghe Lê Như kể á, xong cái nhớ là hồi đó mình lần đầu tiên mua xe cúp. Rồi cái bên đoàn phim gọi là bữa đó quay phân đoạn mà cũng dai, con nhỏ con điên là đi vô sâu mà cái đường bờ đê nó có bao nhiêu đây hả, mà khi mà quay xong đi trở ra đó chân rất là lo, là sợ rớt xuống đê hả? Dạ không phải, là lúc đó là trời tối mà cái đèn xe chưa sửa nó rất là mờ đó. Thì khi mà nghe Như nói là đồng cảm hai chị em lắm. Mà thú thiệt là cái khi mà thi cùng với chương trình tài tử tranh tài thì mấy chị em cũng đã ngồi khóc với nhau nhiều lần lắm rồi. Khóc hả? Khóc vì chuyện gì vậy? Là tại vì hả? Thi không phải là khi mà thi là làm hết sức hết lực, thì khi mà thi xong rồi là mới khóc. Khóc là gì? Rất là mừng là mình làm được những cái gì mà mình muốn. Dạ, được mọi người công nhận. Và trong câu chuyện của Như thì Trang thấy là như này này, cô đó ngoài cái tình yêu lớn đối với nghệ thuật thì là một cô gái cực kỳ là mạnh mẽ nữa kìa.
Thật ra Lê Như chỉ là một trong số trường hợp của rất nhiều người đang trụ lại với cái công việc diễn viên này. À, hồi nãy thì ba mẹ thì có theo dõi xem Như. Thì anh chỉ có thắc mắc là có bao giờ ba mẹ biết được những cái câu chuyện đằng sau cái cuộc đời của Như không? Hay là Như chỉ kể những cái chuyện tốt về Như thôi? Cái hay của chương trình Người Kết Nối là như vậy. Không phải đơn thuần là chỉ là một chuyến hành trình và phỏng vấn giống như hồi tuần trước chúng ta theo dõi. Toàn bộ những câu chuyện ở tuần trước á, là ba mẹ đều được đồng hành và bí mật theo dõi giống như là anh chị đã theo dõi và qua phần vừa qua. Và cái thứ hai là qua chương trình Người Kết Nối thì tất cả các thành viên mới thật sự lắng nghe tiếng lòng của nhau. Chứ đa số mình vẫn giữ kẻ. Ba mẹ thì cũng muốn con cái yên tâm để lập nghiệp. Con cái cũng muốn ba mẹ an dưỡng tuổi già. Nên những cái khó khăn ai cũng muốn giữ cho riêng mình hết. Ừ. Thế thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh tiếp theo để xem một cô bé đã dám can đảm sống với cái đam mê của mình. Thì liệu rằng cái những cái chia sẻ sau ống kính này ba mẹ có thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn cho con gái hay không? Theo lịch thì hôm nay, Lê Như có buổi biểu diễn tại một sân khấu ở huyện Nhà Bè. Do đó, ekip chương trình Người Kết Nối đã cùng ba mẹ Lê Như di chuyển đến địa điểm này. Con mời cô chú xuống. Chúng ta sẽ di chuyển thật là khéo léo, bước vào khu bên trong của sân khấu và ngồi tại khu vực khán đài. Nhưng mà con thấy nếu mà như trong quá trình mà biểu diễn á, mà chúng ta mặc đồ hơi kín như vậy thì dễ gây sự chú ý. Nên có gì vào trong đó mình lại nhẹ nhàng mình cởi ra, rồi mình ngồi vào trong một góc thật là tối thì dễ quan sát hơn. Còn con á, để đánh lạc hướng nhìn của Như á, con sẽ ngồi ở khu vực khác để Như không quá tập trung về phía khu vực của cô chú. Cho tiết mục của mình trên sân khấu thì ở phía dưới khán đài, MC Hoàng Rapper bí mật dẫn ba mẹ của Lê Như ngồi một góc khuất thật kín đáo. Với vị trí này, cô Nghiệm và Chiếu Say dễ dàng quan sát con gái trên sân khấu nhưng vẫn tránh bị lộ diện. Sáng đến giờ là quần quật chạy hết nơi này đến điểm kia, làm liên tục nhiều công việc khác nhau mà Như chưa ăn gì luôn. Vì cô cũng có đi một lần Như đi quay ở Hóc Môn. À. Thì sáng là 4 giờ sáng đến tập trung thì chưa có đông đủ anh em thì make up tới. Dạ. Là Như uống tạm một ly trà đường xong rồi là make up là đi quay luôn. Tới 10 giờ đêm là đi trên đường về là ăn một tô phở là xong. Yeah. Thì cô sốt lắm. Yeah. Cô về cô nói với lại ông xã cô là cô nói bây giờ làm sao chứ cái này con mình nó chịu không nổi. Em đã từng có cái cảm giác mà đang đứng trên sân khấu như thế này, đang tập một vở kịch của bên cô Hồng Vân. Thế là cô của em gọi cho em mà nói là Như ơi, cô Chính nè. Dạ cô Chính. Tại cô Chính là ít hay gọi cho em lắm. Cái này là cô nói cái này nghe con bình tĩnh nha. Đặt cái câu đó là mình sợ rồi. Mẹ con bị xe 7 chỗ cán qua. Cái em đang cầm điện thoại và em thụp xuống luôn. Cái em nói em gờ đầu em nói Rồi sao cô Chính? Rồi mẹ con có sao không? Ừ. Cái mình nói cũng không ra lời nữa. Cái Dính á, không sao con. Nói chung là cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Rồi con về con tranh thủ con về. Thì vừa nói xong cái bạn bè trong sân khấu cũng rất là thương. Nói thôi bây giờ không có tập nữa, như về với gia đình đi. Lúc đó em thấy là lúc em sợ vô cùng luôn. Em sợ là khi em chưa kịp thành công là mẹ em cũng
không còn nữa. Em chưa có làm được cái gì để mà đền đáp cho mẹ. Như là mẹ nói là con ơi bây giờ con lập gia đình đi, con có một đứa con đi. Nói mẹ ơi con mê lắm, con muốn làm. Bây giờ con chỉ mới là của bước đầu công việc sự nghiệp thôi. Mẹ nói giờ con có buồn không, con có sợ là nếu mà con lớn tuổi, con già rồi không có một cái người nào, một người thân nào bên cạnh chăm sóc cho con. Mẹ chỉ sợ lúc đó con đơn độc, mẹ chỉ sợ lúc đó con không có ai chăm sóc. Nghe câu chuyện này thì ai cũng rất là xúc động. Còn không biết là đối với Thùy Trang và Hồng Trang thì khi nghe câu chuyện này thì hai bạn thấy thế nào? Thiên Trang thì hồi nãy là cảm ơn dì Chính, là cô Chính gì thiệt. Rất là cảm ơn Chính đã thông tin cho Lê Như. Nhưng mà giận Chính hết sức. Thay vì Chính nói là ừ con ơi mẹ con bị tai nạn nhưng mà đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi cũng qua cơn nguy hiểm, không sao con sắp xếp công chuyện về. Không, Chính nói thẳng luôn, con ơi, mẹ con bị xe cán qua người. Trời đất ơi, nếu mà mình là người thân. Không, trước đó còn nói câu là bình tĩnh nghe nói nha. Là nó nghe nó rất là tệ luôn đó. Trời đất ơi, thì cái lúc đó mà còn nghe được là hay lắm luôn rồi. Không, chắc là Chính hay coi mấy phim trinh thám hình sự hay là kiểu tâm lý. Cho nên là Chính phải màu đầu vô cái chơi tâm lý nó càng thẳng chút. Em nghĩ là chắc là tại vì người người Tây á, chất vậy. Anh ai Chính nói thẳng vậy mà. Trời ơi, Chính ơi, cán qua người cái thì cái lúc trời ơi là chỉ giục cái bẹp luôn chứ không cần nghe được em nữa. Em xỉu luôn đó. Mà công nhận là lúc đó là như cố gắng như mạnh mẽ đó, rất là thương Như đó. Nhưng mà đang định hỏi Trang nè, Trang có quan sát thấy ông bố của Như ở trên xe không? Khang đang định hỏi là đây, có vẻ trong cái câu chuyện này bố là người im lặng nhất. Lúc đầu á, tại em thấy bác cứ im lặng nhiều quá, em nghĩ là chắc là một cái chuyến xe dài bác mệt. Nhưng mà không quan sát kỹ là ở trong khán phòng rồi trong quán cà phê hay tua lại cái khúc trên xe rồi đó, bác luôn giữ một màu im lặng. Thì hóa ra là người đàn ông họ luôn luôn họ giấu cái tâm tư trong lòng nhiều hơn, nhưng mà nó không thể nào che giấu được qua ánh mắt. Cái ánh mắt rất là nhiều tâm sự, nhiều nỗi niềm. Mà qua đấy thì có lẽ là ba con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Đồng ý. Hiểu nhau nhiều hơn và sau này chắc là sẽ có một cái đồng ý. Chuyện. Để ý kỹ là lúc đầu là ba đeo kiến, sau đó ba tháo kiến ra luôn. Mà sau một hồi cái tháo giống như là luôn. Tháo khẩu trang ra luôn, ba tập trung mà ba nghe mà cái mắt của ba nó vô hồn luôn, nó coi như là vô định là vô định nhìn về phía xa xăm luôn. Và có lẽ là ba không hình dung được cái con đường mà con gái mình đi nó vất vả đến như thế nào. Sốc lắm anh ơi, đặc biệt là con gái ruột, con gái cưng, con gái cả nữa chứ. Nghĩ xem đứa con gái nhỏ nhoi của mình hồi bé tí thôi, bây giờ nó lớn như vậy, nó tỏa sáng ra sân khấu, mà bây giờ đó nó đằng sau ánh hào quang đó thì lại là những khó khăn mà chưa bao giờ nó kể mình nghe. Tâm lý một người cha không thốt lên lời đâu anh. Qua cái câu chuyện này thì tự nhiên anh thấy Lê Như lập gia đình muộn là cũng đúng, bởi vì Lê Như có nói một cái câu là sự nghiệp của con mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi. Nếu như mà lúc này mà Như lập gia đình thì dường như là dừng lại hoàn toàn những cái nỗ lực của mình đang trước đó, biết rằng là nó sẽ trái ngược với mong muốn của ba mẹ. Nhưng ngay như lúc này chẳng hạn ví dụ như là Trang đi, Khang lấy Trang nếu mà lựa chọn tên mà bắn Trang tới ba con chị không. Không, nhưng mà vậy nè, Như hay là Trang á vẫn có một cách giải quyết, đó là vẫn yêu, vẫn có người yêu đi song hành cùng với mình. Trong hậu đài mới nói nè, hoàng rapper làm ân nhân bản như một người đàn ông giống như hoàng rapper đi cũng khó đó, lắm chứ đó, vừa thương yêu vợ con nè, rồi vừa có thể mà lo lắng về công việc bên ngoài xã hội, công việc gia đình nữa, thì trời ơi mấy tỷ người chứ gặp một người rất là khó thôi. Nhưng mà em vẫn chưa thế nào rồi em vẫn chưa thế nào đàn ông Việt Nam tốt còn em nhiều lắm Trang à, đừng mất niềm tin vào cuộc sống này nha Trang. Chị nhìn xa quá, chị nhìn gần là một chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ với gia đình, và lúc này thì chắc cô Như cô còn khóc to hơn nữa. Chắc là một hít nước mắt luôn á thì. Hết nước mắt rồi, mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi.
Những vòng tay ấm trao nhau, những giọt nước mắt lăn dài. Chúng tôi tin là mình đã làm tròn vai trò của người kết nối, kết nối trái tim đến trái tim. Những lời chia sẻ, những giọt nước mắt và thậm chí là những điều mà mình chưa bao giờ tiết lộ với ba mẹ. Tất cả mọi thứ ba mẹ đã âm thầm nghe được hết bạn tâm sự. Vậy luôn anh. Trời ơi. Và một lần nữa, Hoàng Đất Mơ xin đón chào bạn Lê Như, ca sĩ, diễn viên Lê Như đang đến với chương trình Người Kết Nối. Chúng tôi là người kết nối. Dạ. Kết nối gia đình lại với nhau và thu hẹp lại tất cả mọi khoảng cách và những điều thầm kín nhất mà trong lòng mình chưa từng chia sẻ. Bạn thấy món quà bất ngờ tiếp theo như thế nào nè? Bất ngờ này tới bất ngờ khác nhờ. Rất là hạnh phúc. Không khóc được nữa anh ơi. Có những cảm xúc mà ta chẳng thể nói nên lời. Và cũng có những tình cảm không thể đặt tên và để lại trong ta những dấu ấn không thể nào quên được. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng có nhiều mối quan tâm khác ngoài xã hội. Tuy nhiên, dù ngoài xã hội kia có nhiều thứ để ta quan tâm, thì cũng không thể phủ nhận được tầm quan trọng của gia đình. Dù ta có là ai, ta có đi đâu và làm gì, thì gia đình vẫn luôn là cái nôi, là nơi để ta trở về. Đó, như vậy là cả nhà đã đoàn viên, đoàn tụ. Và rõ ràng cái chìa khóa để vào nhà lại là người em trai. Vậy mà lúc đầu anh tưởng là em có chìa khóa nhà Lê Như. Làm sao có đó. Em trai cũng đã kết hợp bí mật cùng với ba mẹ, set up từ sáng cho đến chiều luôn. Và người em trai cũng ở nhà chờ sẵn, cũng giúp phụ giúp ba mẹ để chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn ngon để đón chị mình về. Nhưng mà có một điều mà anh lại cảm thấy hơi chưa hiểu lắm. Tức là Như thì thật sự rất là bận rộn, không có thời gian để về quê thăm ba mẹ. Nhưng mà rõ ràng ba mẹ vẫn có thể dành thời gian để thường xuyên lên thăm con. Dạ đúng. Đúng không? Thì vẫn mẹ không? Thì vẫn có thể cỡ chừng một tháng lên thăm một lần. Nhưng còn ba là tuyệt đối chưa. Đây là lần đầu tiên nhờ chương trình Người Kết Nối mời cha. Thì cha mới có thể thấy được ngôi nhà mới của con mình. Chứ suốt khoảng thời gian vừa qua là cha bận quá. Suốt ngày ở nhà nó lo quán xá, rồi tuổi tác nữa. Rồi vậy là hiểu tại sao mà cha đã như là mất hồn. Khi mà trong suốt cái cuộc trò chuyện, cha suy nghĩ rất là nhiều trong cái chuyến đi đó, đúng không? Và trong đó có cái tâm trạng nôn nao để đi gặp con gái ở cái ngôi nhà này nữa. Ừ. Dạ. Rồi em có tìm hiểu thêm gì được về cuộc sống cá nhân của Lê Như không? Ôi anh, cái một câu hỏi bẫy rồi anh. Còn về tình yêu, tình đương là em mua. Cô ấy giữ rất kỹ. Bởi vì chắc chắn người yêu sẽ là một đồng nghiệp, cũng là một nghệ sĩ, nên cô ấy muốn kính tiếng chuyện này. À, cái này thì chỉ có Hồng Trang biết thôi. Dạ, không muốn, Trang cũng biết luôn. Trong quá trình thi chung. Trong quá trình thi chung phải có một cái anh nào đó anh đến. Chỉ có trợ lý thôi. Hai chị em thì có một điểm chung duy nhất thôi là có cái tình yêu về nghệ thuật. Thì chị lại mê về nghệ thuật đứng trước ống kính, em lại mê nghệ thuật đứng sau ống kính. Làm gì? Là em trai là Lê Nguyễn, là nhiếp ảnh gia. À, nhiếp ảnh gia. Và bạn này ngộ lắm nha. Làm việc sau ống kính và không thích ống kính, có nghĩa là sao? Không thích lên hình, không thích quay hình. Như vậy thì có thể nói vậy, tại sao ngày hôm nay hiện là hy sinh rất là lớn cho chị, đúng dạ, không? Vượt qua là luôn, vượt qua hết những cái không thích của bản thân để xuất hiện, dù trong cái đoạn rất là tích tắc về cái câu chuyện đó, để cho thấy là mặc dù là hai chị em khắc khẩu. Dạ đúng rồi, chính xác. Khắc khẩu nhưng mà lại rất là âm thầm thương yêu chị của mình. Dạ. Và cái ôm thân thiết ở phần cuối vừa rồi là rất là cảm động. Tiếc là cái đêm đó thì ba mẹ chỉ có ở lại đúng con đêm đúng không em? Không ở lại. Về ngay trong đêm. Dạ. Ồ. Như vậy thì công việc rất bận rộn. Hơi tiếc. Rồi em còn tặng quà gì nữa không? Dạ, tặng số điện thoại của em cho Như. À vậy hả? Chắc là Như bỏ thùng rác. Tại vì không có, chả dễ chọn bỏ điện thoại vô thùng rác. Hoàng vợ anh có hay xem chương trình này không? Chắc giờ này cô ngủ rồi đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thật ra thì nói như thế để thấy là câu chuyện nào thì cũng có nước mắt. Nhưng cái nước mắt mà chúng ta gặp được ở đoạn cuối của chương trình đó là nước mắt của sự hạnh phúc, đó là nước mắt của sự đoàn viên, đó là nước mắt của những cái nỗi uẩn khúc trong lòng của mình đã được giải bày và có người lắng nghe. Thì thôi, nhân đây mời ba người kết nối, mỗi người dành một cái lời chúc dành cho Như đi. Mời Trang.
Không có gì khác hơn ngoài việc là chúc Lê Như là luôn luôn xinh đẹp nè, trẻ khỏe nè, càng ra nhiều MV nữa để mà chị đóng nữa. Thấy chưa? Nghe giống như chúc Tết vậy thôi. Rồi thế còn Thùy Trang? Trang nghĩ là cái con đường bắt đầu sự nghiệp của bạn đã qua rồi, mà khó khăn cũng đã qua rồi. Thì bây giờ chỉ cần chúc bạn là nhiều sức khỏe để bạn có thể thành công hơn nữa trên con đường mà bạn đã chọn. Cảm ơn hai Trang. Bây giờ em chúc khác đi. Em hả? Ừ. Chúc Lê Như kiếm được một tấm chồng giống như anh Hoàng Rapper là được rồi. Tôi nói đừng có chúc người ta có mau có chồng nghe à. Mới không, đừng đừng luôn. Mau đừng mau, sau này thôi, thời gian xa xa, khi nào ổn định rồi nha cưng. Anh thì chỉ hy vọng là Như sẽ có một cái thời gian nào đó dành riêng cho ba mẹ của em, và nếu mà có dịp thì đi du lịch thời nào gian, cùng với cha mẹ đi du lịch cũng được, hoặc là về quê thăm ba mẹ thường xuyên. Bởi vì đối với những người lớn tuổi thì Khang nghĩ rằng cái món quà lớn nhất đó chính là món quà tinh thần. Chương trình Người Kết Nối đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và chúng tôi rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị, hoặc quý vị có thể chia sẻ cho chúng tôi bằng cách click like trên trang fanpage Người Kết Nối và để lại cho chúng tôi những dòng comment quý vị nhé. Và chương trình Người Kết Nối được phát sóng định kỳ vào 22:45 trên kênh HTV7 và mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và chúng ta cũng có thể liên lạc với chương trình qua số điện thoại 0919435550 để cùng giới thiệu thêm những nhân vật thật là hay cho chương trình nha. Và quý vị có thể subscribe theo dõi trên YouTube, đó chính là kênh MCV Media với cổng thông tin Love TV, để tiếp tục theo dõi những chương trình rất hấp dẫn và đặc sắc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Cũng cảm ơn ba người kết nối đã đồng hành cùng với Nguyên Khang. Lần nữa xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Anh chị ngồi tại khu vực điểm bán vé, nó quá nổi bật luôn, nhìn là thấy liền luôn. Ngày xưa anh chị có hay ngồi ở chỗ này không? Thì cái này là Đạp Hưng Đạo, là từ xưa tới bây giờ đó, gần như là cái nôi của anh chị sinh ra từ đây mà. Ồ dạ. Nên tất cả mọi ngóc ngách ở trong đây là anh chị đều quen thuộc hết.